Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại thao trường Đồng Nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tiến hành hủy nổ an toàn hơn 3 tấn bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh. Công tác tìm kiếm, thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 10 năm 2021. Do thời gian chôn vùi trong đất hàng chục năm, hầu hết các loại bom mìn, vật nổ bị rỉ sét, dễ phát cháy, gây nổ. Do vậy, quá trình làm việc, bộ đội công binh cẩn trọng thực hiện đúng quy trình tra tìm, thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết để tiêu hủy, đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần trả lại môi trường đất an toàn, tạo thuận lợi cho các địa phương tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế xã hội.